Thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 2, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập hồ sơ điều tra vụ cháy nhà khiến cho nhiều tài sản bị hư hỏng trên địa bàn. Đám cháy xuất phát từ một căn nhà khóa cửa ở đường Lý Thái Tổ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bốn người bên trong leo sân thượng thoát ra được bên khu vực nhà hàng xóm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, căn nhà đồng thời là phòng khám thú y đóng cửa trên đường bàn Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 bất ngờ phát hỏa. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoáng kêu cứu, cứu và huy động phương tiện tại chỗ để tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, cửa cuốn căn nhà đóng kín, người giữ chìa khóa là không có mặt. Bốn người nam đang ở bên trong, phát hiện đám cháy hốt hoảng chạy lên sân thượng, nhảy qua nhà hàng xóm kế bên. May mắn không ai bị thương. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 đã điều động nhiều xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy, nhanh chóng dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng.